Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Tối hôm nay chúng ta cùng chào đón đội Võ Gia Trang, là những người bạn rất thân đến từ Học viện Hàng không Việt Nam. Sở thích đặc biệt của họ là nấu ăn, dọn phòng, tắm và tập võ. Phương châm của họ là không bao giờ nói không bao giờ. Và thưa quý vị, ở phía chiến tuyến bên kia là đội Ngày Đẹp Tươi, là những nhân viên bảo hiểm xã hội quận 3 với sở thích cùng nhau tham gia chương trình Chung Sức. Phương châm hôm nay của họ là trẻ trung, năng động, tự tin, quyết đoán. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tông. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và chương trình của chúng ta hôm nay được đồng hành bởi Maritime Bank. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang chờ xem cuộc thi đấu giữa Võ Gia Trang và Ngày Đẹp Tươi. 4 vòng thi đấu sẽ diễn ra như thế nào? Đội nào sẽ là đội chiến thắng? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy giao lưu với hai đội trước khi 4 vòng thi đấu diễn ra để chúng ta thấy tinh thần thi đấu của hai đội như thế nào. Chào các bạn. Ngày Đẹp Tươi hãy giới thiệu về các bạn với khán giả. Chào anh Tạ Minh Tâm, chào đội Võ Gia Trang. Đội Ngày Đẹp Tươi, chúng tôi gồm 4 cô gái trẻ trung, năng động, yêu đời và tự tin. Tôi tự giới thiệu, tôi là Thu Hiền, đội trưởng. Bạn kế bên là bạn Hồng Di. Tiếp theo là bạn Thoại Ba. Thành viên cuối cùng của đội là bạn Thanh Tịnh. Trẻ trung, năng động, tự tin, quyết thắng. Cảm ơn các bạn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta làm quen với Võ Gia Trang. Chào đội trưởng, xin mời bạn hãy giới thiệu về đội của mình với khán giả. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Và xin chào MC Tạ Minh Tâm ạ. Đội chúng tôi là đội Võ Gia Trang. Đến với chương trình ngày hôm nay, đội chúng tôi gồm có 4 thành viên. Đầu tiên là tôi, bà Hai Xuân Tình. Bên cạnh tôi đây là bà cả Học Trinh. Tiếp đến là Vũ Già Tường Vi. Và thành viên cuối cùng là Lão Gia Hồng Ái. Với tinh thần giao lưu học hỏi và không ngại vượt qua thử thách, hy vọng sẽ nhận được sự cổ vũ từ tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Cô Cá Voi, con Lạc Đà. Mời quý vị khán giả đón xem phần tiếp theo. Đội Ngày Đẹp Tươi thay đổi Võ Gia Trang sẽ giành quyền kiểm soát bảng điểm. Là cá mập, nước mắm. Xin mời quý vị và các bạn cho một tràng pháo tay ủng hộ hai đội. Và chúng ta bắt đầu ngay vào vòng 1. Mời hai đội trưởng. Mời hai đội bắt tay nhau. Chúc hai đội may mắn. Đây là câu hỏi thứ nhất của vòng 1. Câu hỏi này chúng tôi đã hỏi 100 người và có 8 câu trả lời của một số người được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với đáp án. Mời hai bạn nghe câu hỏi. Bạn thấy loại động vật nào có bộ xương to? Mời bạn. Khủng long. Con khủng long. Mời hai bạn trở về vị trí. Con xương to. Con khủng long và con gì nữa? Con voi ạ. Con voi. Và con gì có xương to? Dạ, con hà mã. Con hà mã. Con gì có xương to bạn Hồng Hải? Con cá voi ạ. Con cá voi. Bạn có thấy là câu hỏi này dễ không? Con nào to thì có xương to, thường là như thế. Còn con gì nữa bạn? Theo nghĩ là cá mập. Con cá mập. Loài động vật nào con gì có xương to? Con bò có bộ xương to. Và con gì nữa bạn Tường Vi? Dạ con gì có bộ xương rất là to. Dạ theo con là con tê giác ạ. Con tê giác. Đây là một bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên. Và sẽ còn bất ngờ nữa. Mời bạn Hồng Ái. Em nghĩ là con gấu á. Con gì có bộ xương to? Con gấu có to không bạn điểm? Không thấy ai trả lời như thế. Mời Ngày Đẹp Tươi hội ý. Đội trưởng. Thì em nghĩ là con hổ. Bạn Xuân Tình nói là
con hổ cái bộ xương to, con hổ. Các bạn đã ghi được khá nhiều điểm và bây giờ các bạn xem đội ngày đẹp tươi có giành lấy số điểm trên bảng mà các bạn đã ghi hay không. Mới đội ngày đẹp tươi, đáp án của các bạn là gì? Con lạc đà. Con lạc đà có bộ xương to. Các bạn ủng hộ ý kiến này chứ? Có. Ủng hộ. Tôi sẽ hỏi đáp án. Nhưng quý vị khán giả đã muốn biết là các bạn đã thảo luận nhau như thế nào, các bạn đã đưa ra những ý kiến gì? Dạ. Mời bạn cho biết ý kiến của bạn. Theo em là con trâu. Con trâu, con gì có bộ xương to mà? Dạ, em cũng nghĩ là con trâu. Bạn cũng nghĩ con trâu. Bạn? Theo em là lạc đà. Con lạc đà. Bạn? Theo em là con lạc đà. Có hai ý kiến cho là trâu. Hai ý kiến ủng hộ con lạc đà. Và đội trưởng đứng về phía con lạc đà. Thế cho nên đáp án có lạc đà không? Không có. 88 điểm thuộc về Võ Gia Trang. Mời đội ngày đẹp tươi và quý vị theo dõi đáp án còn lại. Đáp án 5, 7. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Thành viên thứ hai sẵn sàng. Mời hai bạn. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Đây là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này chúng tôi cũng hỏi 100 người và có 8 đáp án này.